Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Tân KR. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn một đôi giày, đó là đôi giày Ibao Wasa. Đây, Ibao Wasa Wine Green. Nhưng mà nói đúng ra thì nó là màu trắng, full trắng. Không full lắm nhưng mà nó vẫn là màu trắng. Ok, hôm nay mình sẽ mở box. Khi mà mình mua cách đây khoảng mấy ngày à, mình mua thẳng trên trang thì nó ship về với tiền phí. Giá của một đôi này là 390 đô, tương đương cũng gần 8 triệu, thì ta cho là 8 triệu đi. Nhưng mà nó đang trong cái thời gian giảm giá, rất là giảm giá, sale off 50%, thì nó chỉ còn 195 đô, tương đương giá 4 triệu. Nó sẽ gửi về trong vòng 8 ngày, 8 từ 5 đến 8 ngày, nhưng mà mình mua thì nó gửi trong vòng, nó gửi mình là 8 ngày. Tính phí đồ vô nữa là 208 đồng là tiền phí, không có free ship, nhưng mà cái thuế thì nó lên 208 đồng. Thì nó gửi về thì ở trong đây các bạn có thể thấy, trong đây nó có một hai cái bao đựng giày, mỗi cái một chiếc. Hai cái bao thì mình sẽ nói từ từ nha. Đó, hai cái bao, cái bản giới thiệu, dây giày thêm, cái này tem trong dây giày nó có sẵn. Ok, rồi mình sẽ nói về hai cái bao trước. Thì hai cái bao này cũng là chất liệu vải nhưng mà nó sẽ thấm nước, nó không phải là không thấm nước. Vậy hai bao này là để đựng mỗi bao một chiếc, mỗi bao một chiếc giày, nhìn sang trọng. Mỗi bao một chiếc giày, đựng hai chiếc cũng được nhưng mà thấy đựng mỗi bao một chiếc thấy nó đẹp hơn. Logo Ibawasa in rất là đẹp, in rất là tỉ mỉ, không sợ bị tróc. Chữ Adidas Yoshi Yamato thì nó cũng là rất là đẹp, in rất là đẹp. Đó, rất là bóng, rất là đẹp. Đồ tinh xảo, rất là có độ tinh xảo. Đó, đó là hai cái bao. Thì tiếp đến là cái phần dây giày. Dây giày thì dây giày này nó sẽ cho các bạn dây thêm hai, cho hai đôi. Thì cái dây giày bạn đi màu gì nó sẽ cho dây màu đó. Mình đi dây đôi màu trắng thì nó cho mình đôi cái dây màu hơi xám xám một tí. Đây, dây giày, dây giày thêm. Thay vì mình mua ở những cái hãng khác mình gửi về nó kia chân nó hơi hư box, nhưng mà mình mua ở chính hãng nó gửi chắc chắn, nó gửi đảm bảo, nên là cái box nhìn rất là đẹp, không có bị hư, không bị mớp méo gì hết, rất là đẹp. Đây là cái tờ giới thiệu của Iwasa. Nó vừa có tiếng Anh, tiếng Mễ, tiếng Nga, nhiều, nói chung là năm thứ tiếng, tiếng cuối cùng là tiếng Nhật. Cái trong cái tờ này nè, các bạn rờ cái dòng chữ Adidas Yoshi Yamato, cái dòng chữ này rất là đã tay, nó in nổi lên á, rất là đã tay. Cái bao giày cũng vậy, in nổi cái dòng chữ lên á, rất là đã tay, rất là sướng à. Có là một cái phân biệt cách giày real gì fake cũng có này. Còn cái tem này là mình tháo trong đôi giày ra, đôi giày là nó sẽ gắn sẵn đôi giày như thế này. Giờ mình review đôi giày luôn, sẵn tiện. Đây là đôi giày Iwasa mới của mình. Đây, nó có hai màu, hai tông màu chủ đạo, màu đen chỉ là thêm vô tí thôi, chứ hai màu chủ đạo là xanh với trắng, hai tông màu chủ đạo. Thì lúc mình mua
cái tem nó gắn vô ngay khúc này nè, nó gắn vô ngay đây, gắn vô ngay đây, ngay ngay chỗ cái mạc nhựa nè, cái chỗ cái miếng nhựa nè, gắn vô. Thì sau mình check thì nó là gì, nói chung là nó, các bạn mua chính hãng thì nó không sợ là fake, còn các bạn mà mua ở những cái hãng thường thường không biết, trên eBay hoặc trên Amazon hay là những cái hãng nào đó, thì các bạn cần phải check đôi giày. Thì các bạn phải check làm sao? Trước tiên thì các bạn check cái phần da này, da của cái mũi giày á, các bạn nhìn là sẽ không có một cái độ bóng nào hết, nó sẽ trơ nhám, hơi nhám tí, không có một cái độ bóng nào hết, nhìn nó như là không phải vải ni, không phải da giả, vải ni da giả thường nó hay có độ bóng lên, như là nó có dầu, kiểu như là nó có dầu á. Để mình so sánh nè, thì sánh nè. À, đây à, các bạn thấy cái đồ gác tay Razer của mình nè, mình sẽ cho các bạn thấy nè, đó, thì nó có một độ bóng nhất định, cái độ bóng của Razer này là da giả nên là cái độ bóng của nó rất là nhất định, các bạn thấy là nó có độ bóng lên rồi đó, đồ ra gác tay của Razer. Thì đôi giày này thì nó không có độ bóng, hoàn toàn không có độ bóng, nhìn rất là đẹp. Với check cái này nè, thường á thì giày, rồi mình để ý á, thì giày giả cái này nè nó không có vuông, nó hơi bo tròn, cong tròn luôn, nó hơi tròn tròn qua, chứ nó không có vuông lên giày, không có vuông ngang lên giày, cái mũi trước giày, những cái đường chỉ khâu á nhìn rất là đẹp, tinh xảo, bắt mắt. Cái đường chỉ khâu nó như thế nào? Chỉ khâu nó là, các bạn có thể thấy, để ý cái đường chỉ khâu không? Rõ, nó mình quay không được, lấy nét không rõ lắm, nhưng mà nói chung là các bạn thấy nó đều, những cái đường chỉ khâu này nó đều nhau, đi từ đây qua đây đều hết. Với cái phần này nè, cái phần giữa đường may nè, nhìn nó rất là đều nhau, không có một cái chỗ nào bị xéo hết. Cái đường mấy những cái da này nó cắt, nó làm xử lý, nó cắt rất là đều, nên là không có một cái gì là bị dư ra hoặc là bị hư hay là bị méo hết đó. Rồi tiếp theo các bạn check tiếp cho mình là cái tem này, tem ngay đây. Thì cái tem ngay đây nè, không phải cái tem mà là cái miếng vải ngay đây nè. Thì vải ngay đây nó cũng không phải là gì, nói chung là nó cũng giống như là da, vải da, nhưng mà nó khâu á, nó khâu, cái đường khâu nó đi vuông với cái miếng này luôn. Cái đường khâu đi vuông với là nó khâu tỉ mỉ, nó đi ra cái ngoài cái mép này đi rất là tỉ mỉ. Nó còn vậy giả, nó đi á nó sợ bị lệch nên là nó khâu sát vô hơi bị sâu. Còn này nó đi hơi ra ngoài mép luôn nên là các bạn nhìn không có thể nào mà nó không có sợ lệch, nên là nó khâu ra, đi ra ngoài mép cách cỡ chừng 1 mm, có thể là 1 mm, mình đoán thôi, 1 mm, nó cắt từ bên ngoài cắt vô 1 mm, nó khâu một cái đường vuông, là vuông đi theo cái đường này luôn, đi theo hình chữ nhật luôn, nó đi vuông hết luôn. Với cái chữ i3 này nè, hai cái bạn thấy á, cái chữ i3 với cái đường như khúc này, nó đều nhau, nó không quá to hơn cái này, nó không quá to hơn cái cục này, nó cũng không nhỏ hơn, nó đều
vừa nằm chính giữa, nó vừa đều hết cái này. Đó, ở bên đây cũng vậy. Ở bên đây cái chữ Yoshi Yamato thì nó nằm giữa của cái miếng này, nằm ngay giữa luôn. Đó, nó nằm ngay giữa thì là nó không nằm lên đây chút, nó cũng không nằm xuống đây, nó nằm ngay giữa đây, không nằm lệch qua, nó chỉ là nằm ngay giữa. Các bạn biết là nằm ngay giữa. Rồi cái phần đế giày thì các bạn nhìn sơ qua đế giày thì các bạn không biết được nó là thật hay giả. Các bạn cứ nhìn vô nhưng mà các bạn cứ thấy nó bị keo, nó bị dư hay là cái gì đó, nó không quan trọng. Cái đó là điều nhà sản xuất thì nó làm lúc nào cũng có thể keo, nó bị dính ra tí đó. Nói chung không phải là giày giả. Với cái chất phần đế với cái phần đít nè, các bạn để ý cái phần đít nó hơi thẳng từ đây nè, nó xuống đây là nó hơi thẳng một tí, còn một cái còn cái thằng kia thì nó xéo qua bên đây luôn, nó xéo thẳng, nó xéo qua luôn. Cái chữ Y3 nè, cái độ dai, cái độ cái chỗ mà Y3, cái chỗ mà cái miếng vải nhẹ vậy nè của đi giày giả, nó sẽ khâu theo cái đường đi của cái giày này, cái đường đi bên trong là đường dải nè, đường dải này đi sẽ đi xéo ở đây, thì cái miếng này nè nó sẽ lệch qua bên để nó đi trên, nó kiểu như là nó đi nhìn nhìn nó kiểu như là nó đi theo một cái đường xéo luôn á, nên là nhìn nó ra nhìn nhìn nó lạ lắm. Còn mà này nó còn của review á thì nó đi thẳng lên rồi, mà nhưng mà thằng này nó vẫn hai bên nó vẫn cân xứng, nó, cái chữ Y3 vẫn cân xứng, nó nằm ngay ngay giữa đây, nên là nhìn vô á nó đi cái đường đi chỉ nó đi á, đi kệ nó, không quan tâm, nó khâu là chỉ khâu thẳng thôi, thẳng xuống đây nhìn rất là đẹp. Còn mà nhiều bạn mua giày á như mình vậy nè, thích hửi giày lắm, cái mùi của nó thơm, giày mới mình thích cái mùi giày mới, hửi là biết nhận ra được là giày giả hay giày thật. Mình thì mình chưa có đẳng cấp, mà cái lỗ mũi mình chưa có đẳng cấp để mà hửi ra nó dây gây gì giả thì thật. Mình thích cái mùi của giày mới, nhất là đôi Rick Owens. Owens thì cái đôi đó cái mùi của nó thơm, hơi thơm sao á, rồi những kiểu mùi thơm nó hơi quý phái một tí, thơm sang sang lắm, thơm sang hơn kiểu của giày Nike Jordan, Nike hay Jordan hay là những cái đôi giày Adidas thường, nó sang, cái mùi nó sang lắm. Các bạn hửi vô nghe cái mùi đã lắm. Mình hồi trước có anh kia anh cho mình hửi thử, mình thì mình chưa có đủ tiền để mình lên, hoặc là mình không thích lên nhiều giày quá, thường ta nhiều ta sneaker thì mình chơi khá là nhiều giày, còn mình thì tiền mình để mình chưa muốn sử dụng nhiều, mình chỉ để như mình phòng hờ trước vậy đó. Chừng nào mình thấy mình dư giả nhiều mình mới mua giày nhiều thôi, đó là vậy. Còn đôi này á, thường có nhiều người ta mua đôi đen, nó đỡ dơ, nhìn nó đỡ dơ, người ta nói là đôi đen nhìn đỡ dơ hơn, những cái đồ màu đen nhìn đỡ dơ hơn màu trắng, thì chính xác là vậy. Tại vì màu trắng các bạn chỉ cần tay bạn dơ, bạn chạm vô một cái là nó dơ liền, hoặc đi ngoài đường bụi bẩn gì đó bạn thấy đang trắng như ngọc trinh nè, bụi bẩn nó táp vô một cái để nhìn đôi giày nó ố màu vàng liền đó. Nên là mình thì mình thích những cái đồ sáng sáng người, mình cũng thích những cái đôi sáng sáng người để đi nhìn cái nó sáng hơn. Đôi đen quá thì mình cũng có đen, đen thì mình cũng có những cái đôi khác như là Converse, Nike, hoặc là những cái đôi kia nó cũng đen đen. Đen thì nhiều người nói dễ phối đồ, mình cũng thấy cũng có lý, đen nó dễ phối đồ, mình cũng yêu thích màu đen. Với các bạn check phần tem bên trong á, các bạn giờ mình không có chụp được phần tem, nhưng mà cái phần tem bên trong á, khúc này các bạn thấy phần tem không, các bạn thấy phần tem đó không? Đó, giờ mình không biết quay sao cho các bạn dễ thấy. Phần tem, bạn phần tem này nè là nó sẽ khâu khâu bằng chỉ chứ nó không in nha,
nó khâu viền bằng chỉ, nó khâu một cái viền bằng chỉ, bằng chỉ thường thôi, nó sâu khâu khâu viền chứ nó không phải là in, cái viền của nó sẽ là khâu. Với cái bạn check cái chữ female á với cái chữ male á thì các bạn nhìn vô chỉ có logo nó chỉ là đập khuôn có một kiểu vậy thôi, nó không có khác gì hết á. Bạn check cái chữ female với chữ male á đó, thì các bạn nhìn cái chữ đó với cái số cuối cùng, cái mã code cuối cùng của cái dòng đó luôn, cái mã đó là các bạn check cái mã đó, thì cái mã đó lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái chữ, nó không có lớn hơn cái chữ, nó không có bự hơn cái chữ, các bạn check thì nó nào cũng nhỏ hơn cái chữ. Nên là các bạn yên tâm về mấy cái vụ đó. Với hoặc là các bạn có thể lấy ra các bạn chụp luôn cái phần mã RQ á, cái phần mã RQ á, chụp luôn mà quét cái mã đó coi nó ra đúng đôi giày mình không. Thường nó là vậy. Coi còn đi check không? Khi mà mình không biết sao chứ bữa mình mua ở trên mạng á, ở trên đó nó để cái size giày á, cái size là 42.5 nhưng mà khi nó gửi về cho mình thì mình check lại nó chỉ có 42 thôi. Mình không biết sao. Thì đó là đó. Những tất cả đều đúng hết. 42 size nó để là 42, mình sẽ như vậy. Check ở trên mạng thì mình ghi, mình lúc mà mình order thì mình để là 42.5 mà về đây nó là 42, nhưng mà cái tất cả các mã số ở đây thì nó đúng hết. Nó không có sai lệch cái mã số nào. Đó, nói là như vậy. Thì cái đôi Y3 này á nó dùng cho sneaker đi dạo đi chơi, đi những cái buổi chơi thôi chứ không dành cho thể thao như là chạy bộ hay là bóng rổ, bóng chuyền, đá banh, bóng bàn. Những cái môn thể thao thì nó không dành cho những môn thể thao đó, nó chỉ giúp cho trang tưng, tức là ăn diện, nó ăn diện đồ cho mình đi chơi vậy thôi, chứ nó không có giúp cho mình exercise. Nên là các bạn lưu ý, các bạn mà lấy ra exercise là banh đôi giày là các bạn uổng tiền các bạn. Với nữa, cũng có bạn kia hỏi mình là em thấy có nhiều người nó bán rồi, nhiều người nó dán đôi giày, nó dán đế đó, thì nó dán để chống chày hả anh? Thì mình trả lời là không, nó không chống chày. Các bạn nếu mà tìm kỹ hiểu kỹ á thì nó không phải là chống chày, nó chống bụi. Các bạn đi ngoài đường cái đế, cái miếng đó là miếng bằng nhựa, nhựa dán lên như là nhựa mà trong một cái bao nhựa dẻo vậy đó, thì nó chỉ là dán lên trên đây, nó chống bụi, chống gì đủ thứ thôi. Là mình đi á thì nếu mình đi chơi thường á, thường đi vòng vòng á thì cái mức độ chày của nó, nếu mà giữ vừa đi mà vừa giữ kỹ á thì cái độ chày nó chỉ là thấp lắm, nó chỉ là tạo ma sát để mòn cái miếng nhựa thôi. Nhưng mà những cái cạnh nó chỉ là cái đế nè, làm cho cái đế nó sạch, nó không bị dính bụi vào cái đế, cái mặt đế dưới thôi. Còn những cái bên hông này nè, nó không có cản được cái bên hông, nó chỉ dán được phần đế dưới, nó chỉ từ nửa cái khúc phần đế này nè, nó dán khúc này là nhỏ nhỏ dưới đây nè, thì nó dán về cái miếng dài xuống. Những cái đôi như là Yeezy ha, những cái đôi như Yeezy, Jordan, Nike hoặc là Adidas á, những cái đế bằng á, nó hay dán những cái đế đó, nó dán để nó chống bụi. Còn những cái đôi lởm lởm này nè, dán cũng được nhưng mà rất là khó dán. Với cái nữa, bạn dán vô mà lỗ lỗ vậy nè, rồi các bạn mà đi nó lủng vô. Cũng có nhiều người ta đi á,
nó bị rách cái miếng nó ra, rồi nước rồi nó đọng bên trong, rồi chất dơ những cái bụi đường nó đọng bên trong nhìn ghê lắm. Thường là nên là nó dán dày lại, nó dán lại để nó chống bụi chống nước nhưng mà nó không chống chày. Những cái phần này mà đi mà các bạn bá vào cạnh tủ cạnh giường hoặc là bá vào những vô chỗ nào đó nhọn nhọn đó, nó sẽ làm lủng hoặc là chày hết của các bạn. Lưu ý điều đó, các bạn đi cẩn thận, nhớ bảo quản nhiều vô. Còn các bạn vừa đi ra khỏi nhà hoặc là đi chơi gì đó về thấy đôi giày thấy không có, thấy nó hơi bụi á, thì các bạn lấy khăn ẩm hơi ẩm rồi phủi 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 ra, thì đôi y3 nó là bằng vải các bạn, à ướt vậy các bạn phải đem phơi, các bạn phải làm ẩm hơi ẩm ẩm thôi, lau hơi ẩm thôi, các bạn lau lại nhẹ nhẹ qua để hút cái bụi nó ra thôi. Còn giặt thì cũng giặt như bình thường thôi, giày giặt bình thường đừng quăng cái máy giặt, mà giặt làm đùng đùng là hư cái máy giặt. Giặt thì chà lau chà sơ clean nó, rồi đừng có chà, cố gắng không chà bên trong giày càng tốt, chà chỉ chà những cái phần nào mà dơ thôi, soạt nó cho nó dơ, bỏ mấy chất dơ đi, đừng cố gắng đừng chà bên trong giày là tốt. Bên trong này nè, nó nhét cho mình một cục giấy dài dài cỡ từ đây nè, từ nhét chân cục giấy dài từ đây nè cho tới đây nè, cho cái đế luôn, nhét chân cục giấy bự lắm. Cái bạn này á, i3 nó được cái là nó fit size, nó cái size của nó ảo lắm. Các bạn đi á, tại vì nó bằng vải hầu như là cái độ giãn của nó cũng có, nên là các bạn đi á, đôi cái độ size của nó rộng. Mình có một cái đôi Jordan Gator Soldier 9, cái độ chiều dài nó cũng bằng kiểu vậy nè. Mình đi á, nó chật cứng luôn, nó chật hai bên hông chân mình, nó sẽ ốp vô cứng ngắc à, mình đi rất là đau chân. Nhưng mà đôi này về mình thọt vô ấy, ủa sao vậy, sao mà nó vừa vậy, mình cũng không biết luôn. Nói mình là nó cái độ giãn của cái đôi vải á, nó bị giãn ra, nó làm cho cái chân mình nó sai nó vừa đó. Đó là những cái gì mình nói về i3 qua xa. Thì các bạn có muốn mua thì mua, bây giờ nó đang giảm giá 50% sale off, rất là tiện dụng. Bây giờ đang sale off bữa giờ mình thấy cũng lâu lắm rồi, không biết sao mà sale off, chứ mình thấy nó sale off thì mình mua thôi. Đó đó là đôi và mình, và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh channel của mình. Mình chung là mình không có làm gì về giày, nhưng mà lâu lâu mình có đồ thì mình review chơi vậy thôi. Những cái cách check giày hay là check real fact gì đó mình cũng chỉ là học trên mạng thôi, thì mình biết được thì mình chỉ lại các bạn. Ok, còn có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment phía dưới, mình sẽ trả lời comment của các bạn. Vậy đi, mình sẽ trả lời comment của các bạn cho nó dễ. Ok, và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại những video tiếp theo về game của mình, hoặc có thể là về giày. Ok, bye bye các bạn.